Top đồng hồ thông minh chống nước tốt nhất, lựa chọn vàng cho mùa du lịch. Đây là những chiếc đồng hồ thông minh cho những người dùng yêu thích bơi lội trong mùa hè này. Khi tìm kiếm một chiếc đồng hồ thông minh để đi bơi hoặc đi biển, yếu tố quan trọng nhất là khả năng chống nước. Sau đây là top đồng hồ thông minh chống nước tốt nhất hiện nay theo trang công nghệ Android Authority. 1. Garmin Venu 2 Plus, giá bán lẻ đề nghị 10,99 triệu đồng. Garmin Venu 2 Plus là đồng hồ thông minh tốt nhất của công ty. Thiết bị có tất cả các tính năng tương tự như Garmin Venu 2, bao gồm bộ theo dõi thể dục ấn tượng của Garmin, Garmin Pay và bộ nhớ nhạc cho khoảng 650 bài hát. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng bổ sung khả năng thực hiện và nhận cuộc gọi và có thể truy cập trợ lý giọng nói của điện thoại. Đối với những vận động viên bơi lội, màn hình cảm ứng sáng của thiết bị rất lý tưởng để kiểm tra số liệu thống kê, các chỉ số bơi có sẵn trên Garmin Venu 2 Plus bao gồm đo khoảng cách, tốc độ, Số lần bơi, lượng calo và swop, một phép đo hiệu quả bơi lội. Các công cụ khác bao gồm phát hiện đột quỵ, theo dõi nhịp tim dưới nước và phân tích thêm trong ứng dụng Garmin Connect. 2. Apple Watch Series 7, giá bán từ 9,99 triệu đồng. Apple Watch Series 7 cung cấp các tính năng bơi lội giống như các mẫu Apple Watch cũ hơn. Sản phẩm đã có các tùy chọn kích cỡ lớn hơn, bền hơn. Với màn hình luôn bật Người dùng có thể kiểm tra tiến trình của mình trên Apple Watch khi ở trong bể bơi. Với thư viện ứng dụng bên thứ ba phong phú của Apple, người dùng có thể tải xuống các công cụ bổ sung để phân tích sâu hơn. Đồng hồ Apple Watch cũng sẽ tự động khóa màn hình bất cứ khi nào người dùng bắt đầu tập luyện bơi lội. Khi hoàn tất, người đeo có thể xoay Digital Crown để mở khóa thiết bị của mình và loại bỏ mọi giọt nước có khả năng gây hại. 3. Garmin Epic 2, giá bán lẻ đề nghị từ 22,49 triệu đồng, Garmin Epic 2 là một thiết bị cao cấp. Sản phẩm có màn hình AMOLED cảm ứng thay vì màn hình MIP, tích hợp tất cả các tính năng mới nhất và tuyệt vời nhất có sẵn trên dòng Fenix 7, bao gồm Connect IQ on Divis, trong hồ bơi, hoặc biển. Epic Gen 2 sẽ theo dõi các số liệu nâng cao khác nhau, bao gồm độ dài, khoảng thời gian, số lần bơi. Điểm sơ so Đồng hồ cũng sẽ tính toán tốc độ bơi của người đeo hoặc tốc độ mà người dùng có thể duy trì để không bị kiệt sức. Ngoài ra, người đeo có thể ghi dữ liệu nhịp tim dưới nước trực tiếp trên thiết bị hoặc ghép nối với dây đeo để có dữ liệu chính xác hơn. 4 Galaxy Watch 4, giá bán lẻ đề nghị từ 4,59 triệu đồng, một lựa chọn phù hợp khác cho hồ bơi là Samsung Galaxy Watch 4. Đây là thiết bị duy nhất hiện đang chạy Wear OS 3, là đồng hồ thông minh tốt nhất cho người dùng Android chúng sẽ hỗ trợ theo dõi tập luyện thể dục với các công cụ theo dõi sức khỏe hữu ích và nhiều tính năng của đồng hồ thông minh. Sản phẩm cũng có nhiều kích cỡ. Người dùng có thể tùy ý chọn, màn hình AMOLED sẽ hiển thị các chỉ số bao gồm khoảng cách, số lần bơi, thời gian bơi và swap trong ứng dụng Samsung Health. Giống như Apple Watch, người dùng cũng có thể tải xuống các ứng dụng của bên thứ ba. 5. Fitbit Versa 3, giá bán lẻ đề nghị, 2,49 triệu đồng, Versa 3 sẽ không mang đến cho người bơi trải nghiệm tốt nhất nhưng đây là lựa chọn hàng đầu của thương hiệu Fitbit. Sau khi bơi, người dùng có thể xem độ dài, tổng quãng đường và thời gian tập luyện ngay trên thiết bị. Ngoài ra, người dùng có thể khai thác các tính năng như trợ lý giọng nói và gọi điện thoại.